Vậy sao lại không nói cho em nghe? Mở lời với em khó khăn lắm sao? Hay mối quan hệ này anh xem nhẹ? Em thật không hiểu vị trí mình lúc này là gì nữa anh ơi. Là tình hờ hay người thay thế như cách người đời thường hay nói? Em bên cạnh em muốn lắng nghe, em chịu đựng, em muốn thấu hiểu. Nhưng càng cố chạm anh lại né ra và nói em đừng nên hiểu nhiều. Vậy cho em một lý do đi, dù là không thật cũng được. Chứ mãi dậm chân một chỗ sao anh? Hay là anh đã muốn dừng bước? Em vốn là người nặng tình, thì khi mở lòng nhiều sẽ rất đau. Mở cho anh một lối vào tim nhưng lại hụt hẫng vì cái lắc đầu. Biết bao giờ em mới nhận được sự quan tâm thật lòng từ anh? Lúc ban đầu anh nhẫn nại lắm nhưng giờ hỏi gì cũng chỉ ừ nhanh. Anh thật sự có yêu em không? Nồng nàn như lúc ban đầu anh nói để em tin tưởng, không chút nghĩ suy khi đã nhiều lần chạm mạnh môi. Nếu hôm nay cảm thấy không thể thì không cần phải gặp nhau nữa. Thêm một lần quặn thắt lòng ngực tim ơi, tim mà đừng đau nữa. Sao lại bên em khi em cô đơn và cảm thấy hụt hẫng nhất? Sao lại bên em khi em đã mệt vì chống chọi với đời tất bật? Sao lại bên em làm em cười, làm em hạnh phúc trong những ngày qua? Sao lại bên em cho em vòng tay cùng những khi tự vai thông thả? Sao lại bên em cùng cười cùng nói cùng kể nhau nghe bao nhiêu chuyện? Sao lại bên em ủi an em, xoa đầu em khi em buồn phiền? Sao lại bên em nắm tay em trên phố đông tấp nập dòng người? Sao lại bên em rồi anh im lặng, lặng lẽ đi như bao người? Hôm nay nhắc em ngủ sớm đi, dù là dối lòng cũng được. Đó là điều mà bấy lâu nay không ai làm nên em từng ước. Khi anh đến em nghĩ rằng anh sẽ là người cuối cùng em yêu, nhưng kết quả cũng là thoáng que như chuyện ngôn tình em đã xem nhiều. Thì ra anh còn thương người cũ, do em đa tình nên ảo tưởng thôi. Là thế thân cho người đến trước, hoàn cảnh này em đã trải rồi. Cũng không khác gì là mấy khi sự lạnh nhạt toát ra từng ngày. Nếu như anh vẫn còn yêu họ thì em mỉm cười chúc mừng vậy. Em không trách móc là lỗi do anh, ngay chính em cũng không có lỗi. Chỉ trách ta gặp sai thời điểm khi cô đơn mà tìm đến thôi. Em sẽ không chối nếu ai đó hỏi rằng có tình cảm với anh không. Nhưng có thì sao mà không thì sao, đâu còn gì mà quan trọng. Đâu phải rằng khi ôm ai, khi hôn ai là mình yêu họ. Mọi chuyện đều có lý do cả, và em cũng nằm trong số đó. Mưa đến mang theo nỗi đau vào lòng, nước mắt có thể tự chảy ra. Sau đêm nay thì chẳng sao hết, vẫn vui vẻ như anh thấy mà. Sao lại bên em khi em cô đơn và cảm thấy hụt hẫng nhất? Sao lại bên em khi em đã mệt vì chống chọi với đời tất bật? Sao lại bên em làm em cười, làm em hạnh phúc trong những ngày qua? Sao lại bên em cho em vòng tay cùng những khi tự vai thông thả? Sao lại bên em cùng cười cùng nói cùng kể nhau nghe bao nhiêu chuyện? Sao lại bên em ủi an em, xoa đầu em khi em buồn phiền? Sao lại bên em nắm tay em trên phố đông tấp nập dòng người? Sao lại bên em rồi anh im lặng, lặng lẽ đi như bao người? Sao lại bên em cùng cười cùng nói cùng kể nhau nghe bao nhiêu chuyện? Sao lại bên em ủi an em, xoa đầu em khi em buồn phiền? Sao lại bên em nắm tay em trên phố đông tấp nập dòng người? Sao lại bên em rồi anh im lặng, lặng lẽ đi như bao người? Diby Production.